Cô Đông nhà chủ quán mới mua cả nhà. Tiếu cua này thì mấy chục năm rồi mình không có ăn. Hình như là ngày xưa giờ luôn đó nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay mình đi xuống tuyến đường Tiểu Cần. Ở đây có quán hủ tiếu cua cả nhà và bún nước lèo heo quay. Thì chút nữa mình vô mình ăn và mình mời cả nhà cùng ăn sáng với mình ha. Thì cái quán này nó nằm ở gần cái tấm bảng cái cổng chào về Tiểu Cần cả nhà. Mình thấy cái tuyến đường này là chỉ có một quán hủ tiếu cua cả nhà. Lúc trước mình có ghé rồi nhưng mà ấy có đi ngang rồi mà đợi. Mình chưa có vô ăn. Hôm nay mình đi từ Trà Vinh xuống tới đây mình tìm bị lạc. Hủ tiếu cua đồng, bún nước lèo. Ở đây nè cả nhà. Còn cái hướng này là về Trà Vinh. Từ Trà Vinh mình lên tới đây là khoảng cỡ 15 cây số cả nhà. Giờ này mình đi hơi trễ. Cái sáng bán chắc cũng đông khách. Cua đồng nhà chủ quán mới mua cả nhà. Hình như là ở Tiểu Cần có một quán này phải không em? Quán hủ tiếu cua phải không em? Bây giờ em thấy lạ quá. Đặc biệt là nấu cua đồng. Đặc biệt là nấu cua đồng ha. Nè 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 mít vô mình nói chuyện như thế. Ok đó. Đừng quay ấy thôi. Làm cho anh tô. Rồi em làm cho má anh. Đây là nước súp ha. Dạ đúng rồi, nước súp. Còn dưa cua là trên này. Dạ, thịt cua ở trên đây. Đây là dưa cua nè cả nhà. Đó. Còn đây là heo quay ăn bún nước lèo ha. Nước lèo. Đậu cá lóc. Làm cho anh tô đặc biệt đi, như cua khá đi. Rồi, hôm qua này em cho khách. Cho khách ha. Đây là mình bán thường thường là một tô bao nhiêu em? Em bán có một tô 20 à. Bình dân ha. Bình dân. Ở đây mình bán lâu chưa? Bán hồi trước Tết nó cũng 4 mấy 5 6 tháng rồi. 5 6 tháng ha. Nè bạn. Cua đồng càng to không ha.
cái đó của anh ha. Dạ của anh ha. Gan nó khá. Rồi. Thịt ít thôi. Xương. Có đặc biệt luôn. Dạ. Yeah. Bán mấy giờ em? Bán từ 6 giờ em bán rồi. Đóng bán giờ cho cũng nhanh. 6 giờ bán. Thường thường là mấy giờ hết? Em bán tới chiều á. Tới chiều luôn. Dạ, em bán nhiều lắm. Đây, luôn. Đấy. Tôi 20 ngàn quá, tôi quá luôn. Ừ. Đây nước súp cua này, nước súp cua này. Ông này là nước cua. Đây là nước súp xương. Tiêu. Rồi xong rồi. Tôm. Coi trong cái máy quay giùm anh có thấy anh không vậy? Thấy không? Rồi. Nước xuống mới thấy mặt nhiều á. Nước xuống vậy không? Lúc mình ăn vậy là thấy không? Đúng rồi, đúng rồi, ăn là thấy. Okay. Mình ăn ớt nhiều lắm cả nhà ơi. Tiếu cua này thì mấy chục năm rồi mình không có ăn, hình như là ngày xưa giờ luôn đó nha. Cái này là tiếu cua cả nhà. Rồi Hiệp mời cả nhà ha. Quá đã. Này là gì ta? Bao tử, này là bao tử đó nha. Quá đã. Còn này gan. Súp ngon quá cả nhà. Cái súp cua là ok. Số 1 là mã luôn. Số quyền chỉnh các bạn. Cua đồng ngọt. Dữ thần lắm cả nhà. Hủ tiếu thì cũng vừa ăn ngon luôn, không có bả, không có bở, nó hơi trứng trứng. Này là riêu cua.
đã luôn. Nãy ngủ mình lấn đi mà nó không đi, làm biến đi. Cả nhà ai ở Trà Vinh có đi ngang, có đi xuống Tiểu Cần gần tới cái cổng chào cả nhà. Quán hủ tiếu cua nằm mấy phía bên tay trái cả nhà. Ghé vô anh cho biết ngon, dữ lắm ngon luôn. Có hành sấy, hành tươi luôn. Bán đây là mình mướn hay là quán nhà em? Đây của em quán nhà. Quán nhà. Xương cũng ngon luôn cả nhà. Xương hầm mềm, mềm gốc luôn cả nhà ơi. Quá trời thịt luôn nè. Này toàn đồ mới không cả nhà. Nó lấy hồi khuya nè. Đúng rồi, này lấy hồi khuya không. Mày không có là không có bán lấy buổi chiều. Anh biết. 4 giờ đi lấy. Dạ. 3 giờ. Tự mình đi lấy ha. Dạ đúng rồi. 3 giờ là thức dậy đi lấy. Đồ mới ngon quá. Nếu gan mà cũ là nhìn ăn biết là nó như khoai mì. Đúng rồi.
về Thanh Lầy ghé đây chưa? Chưa, chưa nghe không? Chưa hả? À, anh bạn với anh hả? Có gì cũng làm YouTube á. À, chưa. Thích ăn uống nào? Nãy lúc với tôi cần á. Con này là bao tử ha. Phải không? Đúng rồi, bao tử ha. Hôm trước một con qua ở trên Sóc Trăng về á. Tô một trời ơi, xong rồi rẻ quá vậy. Bình dân. À đây bán vậy, khi ta hỏi trước một số mà con ta quen mà vô mới ghé mấy cái quán người ta chặt chém á. Ừ. Vô hỏi đây nhiêu tô nó trời. Hai chục ngàn là tô. Rẻ mà, quá trời. Có 20k đó nha. Quá đã. No tới 12 giờ trưa luôn cả nhà ơi. Uống ly cà phê vô. Rồi thì mời cả nhà uống cà phê với em ha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới của mình ha. Thì cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Thì kênh này thì tương lai thì vài năm nữa mình cho đứa cháu quá nha, cháu mà nó lớn lên thì mình sẽ cho nó. Mình hiện giờ đang hoạt động kênh Tâm Linh Hiệp Vlog TV. Bye bye cả nhà ha, hẹn cả nhà gặp lại những clip mới nhất nha cả nhà. Xong.